Kính thưa quý vị, trong dịp Tết Nguyên đán 2018, ngoài các mặt hàng Tết như mọi năm thì thực phẩm xanh, hữu cơ đang là mặt hàng được rất nhiều người dân lựa chọn mua sắm. Điều này cho thấy nguồn thực phẩm xanh đã bắt đầu lên ngôi. Bên cạnh những mặt hàng thực phẩm phổ biến từ trước đến nay, thì trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018 này, rất nhiều người dân đã bắt đầu hướng đến việc lựa chọn các sản phẩm xanh sạch hữu cơ để sử dụng trong ngày Tết. Tại phiên chợ Tết Xanh Hàng Tiêu Dùng 2018 do Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp, gọi tắt là BSA, tổ chức, thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Gần 1.000 sản phẩm nông đặc sản đáp ứng tiêu chí sạch xanh có nguồn gốc rõ ràng, giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn đa dạng, phong phú hơn. Mặt hàng được bày bán chủ yếu ở phiên chợ năm nay là các loại rau củ quả xanh sạch có nguồn gốc từ các vùng nông sản của Việt Nam như An Giang, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Đà Lạt. Một trong những đơn vị thu hút sự quan tâm của khách tham quan phiên chợ đó là gian hàng của hợp tác xã Exmark. Lần thứ hai tham gia, Exmark mang đến sản phẩm cà phê sạch được sản xuất 100% từ nguyên liệu thiên nhiên, không qua bất kỳ hóa chất hay pha trộn nào như các dòng cà phê trôi nổi trên thị trường hiện nay. Đến với phiên chợ Tết năm nay là mình đem sản phẩm cà phê của cao nguyên Đắk Lắk. Từ những bàn tay kết nối của nông dân, nông hộ, từ sản phẩm của đồng bào ED sản xuất ra cà phê để mình đem đến phiên chợ đợt năm nay. Đây là lần thứ hai mình tham gia phiên chợ Tết. Cái đến năm ngoái mình đã tham gia nên cũng có rất sự quan tâm của các khách hàng, tại vì cái sản phẩm của mình là mình yếu tố mình là hướng về cà phê sạch và để làm sao tốt sức khỏe, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Cái hướng sản phẩm mình là mục đích mình làm cái sản phẩm này ra là ấy là từ cái khâu mà quy trình trồng đến thu hoạch và đến thành phẩm như vậy là mình rất tuân thủ là theo nguyên tắc của mình, nguyên tắc của hợp tác xã đề ra là phải hướng cà phê sản xuất và hữu cơ, cà phê sạch, và đến sản phẩm ra cũng không có pha tẩm ướp một cái nguyên liệu nào cả, là mình chỉ rang mộc 100% sản phẩm cà phê với mộc nguyên chất. Góp mặt trong phiên chợ Tết năm nay, ngoài các sản phẩm rau củ quả xanh thì còn có gian hàng các sản phẩm từ thịt heo, một trong những nguồn thực phẩm không thể thiếu trong dịp Tết của mỗi gia đình. Là một đơn vị chuyên cung cấp rau hữu cơ, thịt heo lai truyền thống chăn nuôi hướng hữu cơ, Tuta Market mang đến phiên chợ năm nay nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ thịt heo như là chả giò, chả sống, giò lụa, giò tai, v.v. Hiện tại bên mình đang cung cấp một số mặt hàng về thịt heo, heo lai rừng, như là thịt nạc dăm, thịt vai, ba rọi sườn, các phần của con heo. Bên cạnh đó, bên mình có cung cấp một số sản phẩm làm kèm theo, đó là chả giò, giò sống, giò lụa và giò tai. Hiện tại thì khách hàng trong cái xu hướng dịp Tết thì họ quan tâm đến sức khỏe của mình, quan tâm đến các cái mặt hàng về có lợi cho sức khỏe. Nên là bên mình cung cấp những các mặt hàng này, thứ nhất là nó mang tính các sản phẩm là sản xuất từ hữu cơ, cho nên là các sản phẩm rất tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Để có thể xuất hiện tại phiên chợ Tết Xanh năm nay, các gian hàng đơn vị đều phải có giấy chứng nhận hợp vệ sinh an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất theo đúng quy định, đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ từ nguyên liệu đầu vào cho đến đầu ra. Cũng có nhiều mặt hàng đặc trưng riêng sản xuất riêng cho Tết. Thí dụ như các bạn tới gian hàng của Ri 6 hôm nay, có những trái dừa mà kết thành trái bầu, rồi khắc chữ, vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nó phục vụ cho cái nhu cầu trưng ngày Tết, nhưng phục vụ cho cuộc sống ngày Tết thì hàng hóa nó cũng phải tươi, phải ngon, phải sạch. Thì muốn tham gia lâu dài là phải có tất cả những tiêu chí quy định của nhà nước. Thí dụ như phải có giấy phép kinh doanh, điều bắt buộc. Thứ hai là phải có giấy vệ sinh an toàn, hoặc là giấy đủ điều kiện sản xuất, hoặc là cái giấy dành cho một cái sản phẩm nào đó đủ điều kiện xuất hiện với mọi người. Bên cạnh đó, bà Vũ Kim Anh cho biết, trung tâm BSA ngoài việc kiểm tra các giấy chứng nhận thì đều có những lực lượng chuyên gia nông nghiệp, chuyên gia thị trường, chuyên gia thương hiệu đi kiểm tra các đơn vị có làm đúng theo quy định hay không. Đối với những hộ nông dân, cơ sở mới bắt đầu và kinh doanh nhỏ lẻ, có sản phẩm đạt chuẩn nhưng không có chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định đề ra, thì trung tâm BSA áp dụng Nghị định 51 của Bộ Nông nghiệp là yêu cầu có chứng nhận của địa phương về việc đảm bảo độ sạch, an toàn. Hùng cảm thấy là phiên chợ xanh đã mang lại cho mọi người rất là nhiều những nguồn hàng xanh sạch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Và đây cũng là những cái món ăn ngon của tất cả các vùng miền trên Tổ quốc Việt Nam, mong muốn mang đến cho mọi người một cái Tết trọn vẹn. Hùng hy vọng rằng là tất cả những người dân Việt Nam sẽ luôn luôn dành sự ủng hộ cho hàng Việt Nam, bởi vì đây hầu hết là những người nông dân, họ bán những mặt hàng và luôn luôn đặt cái sự uy tín lên hàng đầu. Nhưng mà vì cái điều kiện không được quảng cáo rộng rãi, cũng như là không có được những cái nguồn tài lực để mà quảng cáo như các cái thương hiệu của nước ngoài, cho nên là hơi bị lép vế. Nếu như mà được sự ủng hộ và được sự tin tưởng của tất cả những người tiêu dùng của Việt Nam, thì Hùng tin rằng là hàng Việt Nam sẽ ngày càng đạt được uy tín trên thị trường quốc tế, cũng như là chiếm được sự tin yêu của tất cả những người dân Việt Nam.
Những thực phẩm xanh sạch hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho dịp Tết Nguyên đán 2018 năm nay, không chỉ đảm bảo được vấn đề an toàn thực phẩm mà còn phát huy tiêu chí người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam.